nổ quá. Tất cả những cái khóa cửa cái nhà này là đều khóa hết. Hình như là cái nòn nấu hất tung lên đây sao em ạ? Cột chống sét. Đây là cột chống sét. Cột chống sét của cái khu vực này. Cũng bị ảnh hưởng do sét đánh hay là do cái phần gì đấy nhỉ? Cho nên là cái cây cột này nó đã vỡ tung ra như kia. Các bạn thân mến, hiện tại thì thực sự đang có mặt tại một cái khu vực nhà hoang. Đây là cái bể nọc rầu sao anh ạ? Bể... vẫn còn váng rầu này. Hát còn váng rầu à? Ừ. Ui ui, 20 năm rồi mà đến bây giờ vẫn còn váng nhỉ? Đúng không? Ừ nhỉ, hát còn váng rầu này. Hát còn váng rầu nguyên này. Em vớt thử xem phải không? Đúng rồi mà, hơi nặng cái này. Vẫn còn hơi. Ừ. Đây, trước mặt mọi người kia đó là một cái nhà để nấu dầu. Ngày xưa là có hai vợ chồng là nấu cao su để nấu dầu. Thì vừa nãy nữa Đức Dưỡng có gặp một người ở cái khu vực này, thì Đức Dưỡng có hỏi thì mọi người là nói là không có ai dám vào đây hết, vì ở cái khu vực này đấy, từ ngày mà xảy ra vụ nổ là nó có những cái điều rất là bí ẩn, nên là không ai dám bén mảng đến cái khu vực này. Thì mình nghe được bác cái kể lại là ở cái nhà này đấy, thì cái vụ nổ đấy xảy ra là nó nổ tung một cái góc mái nhà lên. Thì không biết được là cái điểm nổ tung đấy là ở đúng chỗ rồi đó. Anh ạ. Hả? Cái góc kia nổ tung hết lên. Có thấy không? Có kìa. Tung hết cả ngoái kìa. Ồ, tung hết cả ngoái kìa đúng không? Đi vòng ra thử nào. Đi núi nào đi ra. Có núi nào đi ra được không? Thì sau khi xảy ra cái vụ nổ đấy thì ở cái khu vực này người ta đã cấm không cho sản xuất dầu nữa. Vì trước kia là Đức Dưỡng được một bác kể là ở cái khu vực này đấy là người ta nấu nốt cao su. Nấu nốt cao su để nọc dầu. Nấu nốt cao su để nọc dầu. Thì trong khi là đang nấu thì không biết được như thế nào thì nó lại xảy ra cái vụ nổ. Người ta khóa hết cửa rồi nhỉ. Cấm hút thuốc này. Đây là cấm lửa. Tất cả khu vực này thì đều cấm lửa hết. Nghe nói là nó nổ tung một góc mái nhà nên thì vừa nãy thì Đức Dưỡng để ý thì ở cái gạ vạ góc bên này thì nó đã không hướng nào đi sang, thì mình đi sang mình đây là khóa rồi, không thể vào bên trong được mọi người. Ở đây người ta khóa hoàn toàn không thể vào bên trong được. Bây giờ anh em mình tìm cách đi lên trên như này. Đấy. Thì qua trao đổi với lại một bác sống ở gần đây đấy, thì Đức Dưỡng có nghe nói là hai vợ chồng đang trong quá trình cô dầu bằng phi ấy, thì cái phi nó kín quá thế là nó mới gây ra nổ, một vụ nổ rất là to. Thì hai vợ chồng đã không qua được. Cái cửa của cái tòa nhà này thì đã khóa hẳn, thì chắc là mọi người ta cấm không cho vào đây. Thì đây, ở cái khu vực này thì nhìn thẳng xuống thì mọi người nhìn rõ cái mái nhà này, rõ cái mái nhà và cái lỗ thủng. Liệu có ở chỗ kia liệu có ra được không? Liệu có ra được để nhòm ở trên mái xuống không? Chỗ đấy kiểu như là người ta đào hết cái dưới đấy rồi. Không xuống. Ra đấy mình không nhòm như mái đâu. Trên này cao.
nhỏ quá. Tất cả những cái khóa cửa cái nhà này là đều khóa hết, không cho ai vào bên trong cả. Vì ở cái khu vực này đấy, thì vì lý do không ai dám bén mảng tới là mọi người mà đến khu vực này ấy, đều cảm nhận được một cái chuyện gì đó nó không được hay, không được may mắn cho lắm, nên là mọi người đã không dám đến. Ui ở đây có cái gì đây, ui ui, hình như là cái nòi nấu hất tung lên đây sao em ạ, có phải không anh? Ui mọi người này, ở đây nè mình nhìn thấy có một cái miếng kiểu như là một cái nò hay sao ấy mà nó hất tung lên. Liệu có phải là nổ ở dưới kia, nổ ở dưới kia mà nó hất cái này lên đây không? Cũng có khả năng đúng không? Vì cái lỗ mày của mái nhà kia thì nó khá là to kìa. Cái lò hay cái kiểu như cái bể nọc ấy nhỉ? Cái bể nọc ấy. Kiểu như cái bể lọc ấy. Liệu có phải nấu mà cái kia là nó ở trong cái này không? Mà nó hất được lên đây thì cũng ác ấy nhỉ? Nó hất nguyên một cái bệ này lên trên này, nó để lên mọi người. Có cái. Nay em đoán chắc mất bệ, góc bệ. Ừ. Bây giờ anh em cứ tìm xung quanh là có chỗ núi nào vào bên trong được không? Đi tìm, cứ đi vòng đây mà tìm xem có lối nào vào được không. Ở cái khu vực này thì đều đào bốn xung quanh hoãm như thế này nên là không thể nào để xuống được, tiếp cận được để cái mái kia. Trông ở trên đây thì cao nhưng mà sau khi mà đến gần thì nó cũng không được cao lắm. Này xây kín mít ấy, có lối rồi, có đại cửa sổ đâu. Cậu bước ra được không? Không biết ra được. Này cả mà bước ra được mà vào cái đám kia để soi nhìn xuống bên trong thì đẹp quá nhỉ. Sâu rộng bước ra được. Nhìn nó đây rồi nhưng mà không thể nào để đi ra mà chui được vào trong. Cái nỗ này thì có khả năng là lúc đang nấu là hai vợ chồng là đang làm gì ở cái phi đấy đúng không? Thì nó lúc nó nổ phát như thế thì nó mới hất tung hai vợ chồng lên bên trên và đã nát hai người ra như thế. Cái khóa nó đã két hết vào. Khóa chết hẳn rồi. Khóa nó chết hẳn, nó đã két hết vào rồi. Và đây là có khả năng là những cái nỗ mà là dùng cho cái lò nấu này. Đúng không? Cái ống. Ở cái tầm thấp này thì Dưỡng nhìn thấy là kiểu như là nó có một cái chất váng dầu ở bờ tường. Có một chất váng dầu ở bờ tường. Nó không khô được, nó kiểu như là nó tạo ra, nó có một cái chất ẩm ấy mọi người. Có một cái chất ẩm kiểu như là váng dầu ấy này. Nhưng mà nên tầm trên thì mọi người thấy là cái bức tường nó khác hẳn luôn không? Đấy, các cái gì này, đây cả từ đây ra ngoài kia đều như thế cả. Ở bên dưới thì hầu như là đều bị thấm, kiểu như là nó có một chất dầu nó thấm vào đây. Nhưng ngấm ở đây nấu hết hơi nhỉ? Còn hơi không? Vẫn còn hơi. Hả? Vẫn còn hơi dầu ấy. Vẫn còn hơi đúng không? Ở đây là tất cả là đều vẫn còn hơi dầu cả. Vì cái dầu này thì nó ngấm vào tường rồi đấy thì nó sẽ giữ hơi khá là lâu. Ở đây thì người ta đã khóa toàn bộ rồi nên là anh em không thể vào bên trong. Bây giờ thì anh em mình chỉ có đi bốn xung quanh xem là có lối nào vào được hay không. Nhưng mà hiện tại thì không có một lối nào để vào được cả. Thank you.
tắc không có lối vào. Không lối vào luôn đúng không? Em đi ở đằng sau này xem là có cái nối kiểu như là cái ống khói nào vào được không. Kỉnh ngói bay ra dưới đây. À. Ừ, đây này. Sau vụ nổ thì ngói nó văng lung tung cả. Ngói nó văng lung tung cả. Rất là kín. Vì thường thường những ngôi nhà mà làm theo làm như thế này đấy thì rất cần sự kín đáo, rất cần sự kín đáo, nên là rất là ít những cái cửa, chỉ có những cái cửa chính thôi. Vì sau khi xảy ra vụ nổ đấy thì mọi người mới biết được là ở khu vực này là nấu dầu đấy. Ui, ở đây lại còn có cả một cái cây anten. Cây này hình như là cây anten chống sét hay sao ấy, đúng không? Cột chống sét. Đây là cột chống sét, cột chống sét của cái khu vực này. Đấy, nó đã vỡ được cái. Ui, thì như là cái chỗ này thì là cũng bị ảnh hưởng do sét đánh hay là do cái phần gì đấy này. Thế nên là cái cây cột này nó đã vỡ tung ra như kia. Ở cái khu vực dễ cháy nổ như thế này thì thường thường người ta hay làm những cái cột thu lôi để chống sét đấy, nhưng mà vẫn xảy ra. Liệu cái những cái lỗ này có phải là cái lỗ mà để lấy gió vào không? Lấy gió vào để không, em nghĩ là ống này là ống lỗ, kiểu như là lỗ dẫn nước, à? Lỗ đặt ống nước thải nhau ấy. Để ở cái rạc cái gì này chỉ có ở đằng trước thôi mọi người ạ, chỉ có ở đằng trước thôi, thì những cái lỗ này thì mới có, còn đâu xung quanh rìa thì đằng sau thì không có. Anh em mình không vào được bên trong thì anh em sẽ rút ra khu vực ngoài kia. Khóa này khóa chết. Khóa này là khóa chết không?